Nhóm Lunas vừa ra mắt đã có biến, Lan Ngọc bị đối xử bất công, chính chủ phải tung tin nhắn đổi chất. Trong Chị Đẹp Đạp Giáo Rẽ Sóng, thay vì 7 thành viên chiến thắng sau cùng sẽ thành đoàn, như mục tiêu của chương trình đưa ra thì Lệ Quyên thông báo nhóm đã tan rã ngay khi đêm chung kết vừa công chiếu. Đến mới đây, nhóm Lunas bao gồm những thành viên Lan Ngọc, Huyền Baby, Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh, Diệp Lâm Anh được thành lập. Mới giai đoạn ra mắt nhưng nhóm các chị đẹp này đã vướng phải tranh cãi liên quan đến Lan Ngọc. Cụ thể, trên fanpage của Lunas đã đăng tải clip cá nhân của các thành viên khi thực hiện bộ ảnh mới. Trong khi Diệp Lâm Anh, Khổng Tú Quỳnh, Huyền Baby, Trang Pháp đều đã được lên sóng thì Lan Ngọc bỗng dưng bay màu. Chi tiết này khiến người hâm mộ của Ngọc Nữ vô cùng bức xúc, cho rằng cũng là thành viên của Lunas, nhưng nữ diễn viên lại bị đối xử bất công cho ra rìa. Sau đó trên các tài khoản mạng xã hội của nhóm nhạc này xuất hiện những bình luận phản đối yêu cầu ekip giải quyết để đòi lại công bằng cho Lan Ngọc. Trước tình hình căng thẳng, Lan Ngọc đã phải gấp rút lên tiếng. Theo đó, nữ diễn viên tung tin nhắn ekip của Lunas có yêu cầu cô quay clip nhưng vì đã đăng trước đó. Clip tương tự trên trang của mình nên Lan Ngọc từ chối. Ngọc Nữ lên tiếng xin lỗi vì hành động của mình đã gây ra sự hiểu lầm cho khán giả và dẫn đến những ồn ào không đáng có. Lan Ngọc chia sẻ, ôi tim cảm con, Ninh Dương Lan Ngọc fanpage của chị ơi. Không phải bên nhóm không chia sẻ chị mà tại thấy chị nỡ đăng clip biến hình rồi nên mới kêu ekip hỏi lên chị. Tụi chị được yêu thương đều lắm, đừng nghĩ vậy, tội nghiệp mấy bé ekip với mấy chị lắm. Xin lỗi cả nhà, tại Ngọc thấy này không sao, theo quan điểm của Ngọc làm ảnh hưởng tới cả các thành viên nhóm, cả ekip và khán giả yêu thương Ngọc và cả nhóm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Sau đó, việc ekip của Lunas cũng lên tiếng, admin xin chân thành cảm ơn chị Ninh Dương Lan Ngọc đã đính chỉnh cho tất cả mọi người. Chúng mình sẽ rút kinh nghiệm về những vấn đề trên và đưa đến các bạn fan một hình ảnh chuyên nghiệp và chỉn chu nhất. Hy vọng các bạn có thể thông cảm cho Lunas Official cũng như các thành viên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hiện tại, ekip của Lunas đã bổ sung thêm clip của Lan Ngọc trên các trang mạng xã hội của nhóm.